Chào các bạn, chúng ta biết Hà là chiếc tai nghe Bluetooth cao cấp của hãng Lantronic. Thì phía trên này chúng ta thấy có hình chiếc tai nghe Bluetooth và cái đốc sạc. Tên của sản phẩm này là Voyager S. Thì Lantronic nhấn mạnh 4 điểm nhấn của chiếc tai nghe Bluetooth này là khả năng chống ồn khi đàm thoại và khả năng sạc khi ra khỏi nhà và có khả năng báo cái tên người gọi và cái sensor thông minh khi bạn gắn lên ra tai thì nó sẽ tự động trả lời cuộc gọi. Ở cạnh bên phải chúng ta thấy Lantronic có một nhấn mạnh một số phụ kiện đi kèm theo hộp như là một cái Bluetooth headset và một cái đốc sạc có tích hợp pin sạc bên trong và một cái sạc USB cho xe hơi để sạc cho cái đốc và chiếc Bluetooth của chúng ta và một số ear tip có 3 size, size nhỏ, size vừa và size lớn và một cái ear clip dùng để móc vào lỗ tai. Thì ở cạnh bên trái chúng ta thấy Lantronic có nói một số cái tầm hoạt động của cái chiếc Bluetooth này như là có thể hoạt động lên tới 16 tiếng đàm thoại khi sạc đầy cái Bluetooth và cái đốc sạc, thời gian chờ lên đến 7 ngày, tầm hoạt động là trong phạm vi 10 mét và cái cân nặng của cái Bluetooth này là 9 gram, thấy nó rất là nhẹ. Ở phía sau này in một số thông tin rất là nhiều thứ tiếng khác nhau. Đây nó có một cái miếng vải để mà mở cái hộp ra. Ở đây hãng Lantronic có in một cái dòng chữ là Design in Santa Cruz, California, Mỹ. Thì bây giờ mình sẽ mở cái hộp ra xem nó có phụ kiện bên trong như thế nào. Thì đầu tiên chúng ta thấy có hai nhân vật chính của chúng ta là một chiếc đốc sạc và một cái tai nghe Bluetooth ở đây. Phía bên trong hộp chính giữa là một số cái sách hướng dẫn sử dụng, rất là nhiều sách. Rất là nhiều thứ tiếng khác nhau, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Trung Đông, vân vân. Ở đây nó có một số cái ear tip với 3 size, size vừa, size nhỏ và size lớn cho tùy theo từng cái tai của chúng ta. Nó rất là mềm. Đây là cái ear loop. Đây chúng ta thấy có 3 cái size của cái ear tip. Size nhỏ, size vừa và là size lớn nhất. Ở đây có một cái cáp USB để sạc cho cái đốc và cái Bluetooth của chúng ta. Và cuối cùng là một cái đồ sạc để cho xe hơi dùng sạc cho Bluetooth của chúng ta. Thì đầu tiên chúng ta thấy cái đốc nó cũng khá là nhỏ gọn và nhẹ. Ở đây nó là một số vân chạy dọc theo từ bên đây ra tới đằng sau bên này. Ở phía trước này có một cái cổng USB. Để sạc cho cái đốc này. Cái đốc này nó có cái hộp tích hợp pin ở bên trong. Cái khả năng pin để sạc cho cái Bluetooth này thêm 10 tiếng nữa. Thì ở đây nó có cái hình của cái chiếc đốc, ở đây là hình của chiếc Bluetooth. Khi các bạn cần xem pin còn lại, tình trạng pin còn lại như thế nào thì các bạn chỉ cần vuốt như thế này thì nó sẽ
hiển thị ba đèn led lên là tình trạng pin, và bên đây là tình trạng pin của cái chiếc Bluetooth. Ở đây nó có phần sạc kết nối cho chiếc Bluetooth để sạc. Thì theo Lantronic thì cái chiếc dock này nó có thể sạc thêm cho cái Bluetooth này là 10 tiếng nữa. Thì cái chiếc Bluetooth này nó có khả năng sử dụng được 6 tiếng. Hai cái này nó sạc chung với nhau thì có thể cho chúng ta sạc sử dụng 10, tổng cộng là 16 tiếng. Chiếc Bluetooth này nó rất là nhỏ gọn. Nó chỉ cân nặng có 9 gram mà thôi. Thì bên ngoài chúng ta thấy có một cái mic, thì một cái mic chống ồn, cái những tiếng ồn nó sẽ hút vào đây và nó xử lý bên trong để lọc tiếng ồn cho khả năng đàm thoại của chúng ta được rõ hơn. Ở đây là có một cái mic chính ở đây để chúng ta đàm thoại. Ở phía dưới này có một cái nút chức năng để ra lệnh bằng giọng nói, tất nhiên là phải sử dụng bằng tiếng Anh. Ở dưới này là nút nút nguồn. Phía trên này có cái cổng micro USB dùng để sạc cho cái Bluetooth, sạc trực tiếp cho cái Bluetooth. Trong trường hợp này, trong trường hợp bạn mất cái dock sạc này thì bạn cũng có thể sạc trực tiếp vào cái Bluetooth này luôn. Ở kế bên cái cổng USB này là cái nút tăng giảm âm lượng. Đây là cái phần tiếp xúc với cái dock này để sạc. Đây là cái phần loa thọ loa. Thì cái Bluetooth này nó cũng có tích hợp con chip NFC ngay đây. Thì các bạn muốn kết nối với những điện thoại mà có hỗ trợ NFC thì chúng ta chỉ cần chạm vào đây, một chạm kết nối nhanh. Không cần phải kết nối như thông qua Bluetooth như thông thường. Cầm rất là nhẹ. Khi các bạn có cuộc gọi vào thì các bạn chỉ cần nhấn chạm một cái thì nó sẽ trả lời cuộc gọi, hoặc là các bạn nhấn chạm hai lần thì nó tích hợp Google Now. Thì cái chiếc Bluetooth này nó cũng có tích hợp cái con sensor thông minh, là khi các bạn đang sạc như vậy thì các bạn có cuộc gọi nào thì các bạn chỉ cần lấy cái Bluetooth này ra để lên tai là nó sẽ tự động trả lời cuộc gọi, rất là thông minh. Khá là nhỏ gọn và đẹp. Thì mình vừa hoàn thành xong video clip lập hộp chiếc tai nghe Bluetooth cao cấp của hãng Lantronic. Mình cảm ơn các bạn đã xem video clip của mình. Hẹn gặp lại các bạn video clip lần sau. Chào các bạn.